Kinh số 71 Kinh Ba Minh Vachagota một Visa Vachagota Sutta 185 Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn ở Vesali Tì Xá Ly Đại Lâm Tại Kuta Garasala Trùng các giảng đường Lúc bấy giờ Du sĩ ngoại đạo Vachagota ở tại Ekapundarika, vườn các du sĩ ngoại đạo. Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Vesali để khất thực. Rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau. Nay còn quá sớm để đi vào Vesali khất thực. Ta hãy đi đến Ekapundarika, vườn các du sĩ ngoại đạo. Đi đến du sĩ ngoại đạo Vachagota rồi Thế Tôn đi đến Ekapuda Rika, vườn các du sĩ ngoại đạo. Đi đến du sĩ ngoại đạo Vachagota. Du sĩ ngoại đạo Vachagota thấy Thế Tôn từ xa đi đến. Khi thấy vậy, liền nói với Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đến. Bạch Thế Tôn, thiện lai. Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn đã từ lâu Thế Tôn mới có dịp này, tức là đến tại đây. Bạch Thế Tôn mời Thế Tôn ngồi, đây là chỗ đã soạn sẵn. Thế Tôn ngồi trên ghế đã soạn sẵn. Du sĩ ngoại đạo Vachagota lấy một ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, du sĩ Vachagota bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con nghe như sau. Samon Gotama là bậc nhất thiết trí, là bậc nhất thiết kiến. Ngài tự cho là có chi kiến hoàn toàn. Khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngủ và khi ta thức, chi kiến luôn luôn tồn tại liên tục. Bạch Thế Tôn, những ai nói như sau, Samon Gotama là bậc nhất thiết trí, là bậc nhất thiết kiến ngài tự cho là có chi kiến hoàn toàn khi ta đi khi ta đứng khi ta ngủ và khi ta thức chi kiến luôn luôn tồn tại liên tục bạch thế tôn những vị ấy nói về thế tôn có đúng với điều đã được nói những vị ấy không vu khống thế tôn với điều không thực đã giải thích về thế tôn đúng pháp và tùy pháp và không một đồng pháp hành nào nói lời đúng pháp có thể lấy cớ để của trách. Này Vacha, những ai nói như sau, Sa môn Gotama là bậc nhất thiết trí, là bậc nhất thiết kiến. Ngài tự cho là có chi kiến hoàn toàn khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngủ và khi ta thức, chi kiến luôn luôn tồn tại liên tục. Họ nói về ta không đúng với điều đã được nói họ đã vu khống ta với điều không thực, hư ngụy. 186. Phải giải thích như thế nào, Bạch Thế Tôn, chúng con mới nói về Thế Tôn đúng với điều đã được nói. Chúng con không vu khống Thế Tôn với điều không thực. Chúng con mới giải thích về Thế Tôn đúng Pháp và tùy Pháp, và không một đồng Pháp hành nào nói lời đúng Pháp có thể lấy cớ để của trách ông phải giải thích, Sa môn Gotama là bậc có ba minh visa, thì này Va cha, ông mới là người nói về ta đúng với điều đã được nói, mới không vu khống ta với điều không thực, mới giải thích về ta đúng pháp và tùy pháp, và mới không có một đồng pháp hành nào nói lời đúng pháp có thể lấy cớ để của trách. này Va cha, khi nào ta muốn ta sẽ nhớ đến nhiều đời sống quá khứ như một đời hai đời ba đời bốn đời năm đời mười đời hai mươi đời ba mươi đời, mươi đời bốn mươi đời năm mươi đời một trăm đời hai trăm đời một ngàn đời một trăm ngàn đời nhiều hoại kiếp nhiều thành kiếp nhiều hoại và thành kiếp ta nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này dòng họ như thế này giai cấp như thế này ăn uống như thế này thọ khổ lạc như thế này tuổi thọ đến mức như thế này sau khi chết tại chỗ kia ta được sanh ra tại chỗ nọ tại chỗ ấy ta có tên như thế này dòng họ như thế này giai cấp như thế này ăn uống như thế này thọ khổ lạc như thế này tuổi thọ đến mức như thế này sau khi chết tại chỗ nọ ta được sanh ra ở đây như vậy ta sẽ nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết này pha cha nếu ta muốn với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân ta thấy sự sống chết của chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang người đẹp đẽ kẻ thô xấu người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh hiệp của họ này va cha với sự đoạn diệt các lậu hoặc, ta ngay trong hiện tại tự mình với thượng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Và với sự giải thích, Sa môn Gotama là bậc có ba minh. Này va cha, người ấy mới là người nói về ta đúng với điều đã được nói, mới không vu khống ta với điều không thực mới giải thích về ta đúng pháp và tùy pháp và mới không có một vị đồng hành pháp nào nói lời đúng pháp có thể lấy cớ để của trách. Khi được nghe nói vậy, du sĩ Vacha Gota Bạch Thế Tôn, tôn giả Gotama, có thể có người tại gia nào không đoạn trừ kiết sử tại gia mà khi thân hoại mạng chung lại có thể đoạn tận khổ đau. Này Vacha không có người tại gia nào không đoạn trừ kết sử tại gia mà khi thân hoại mạng chung lại có thể đoạn tận khổ đau tôn giả gotama có thể có người tại gia nào không đoạn trừ kết sử tại gia mà khi thân hoại mạng chung lại có thể sanh thiên không phải chỉ một trăm này va cha không phải hai trăm không phải ba trăm không phải bốn trăm không phải năm trăm nhưng nhiều hơn như vậy là những người tại gia không đoạn trừ kiết sử tại gia mà khi thân hoại mạng chung lại có thể sanh thiên. Tôn giả Cô Ta Ma có hạng tà mạng ngoại đạo nào sau khi thân hoại mạng chung có thể diệt tận khổ đau? Này Va Cha, không có một tà mạng ngoại đạo nào sau khi thân hoại mạng chung có thể diệt tận khổ đau. Tôn giả Gotama Ma có hạng tà mạng ngoại đạo nào sau khi thân hoại mạng chung có thể sanh thiên. Này va cha, dầu cho ta có nhớ đến 91 kiếp, ta không biết một tà mạng ngoại đạo nào đã sanh thiên, trừ một vị, và vị này thuyết về nghiệp, thuyết về tác dụng của nghiệp. Sự việc là như vậy. Tôn giả Cô Ta Ma, thời ngoại đạo giới này, titha Satana là trống không, cho đến vấn đề sanh thiên. Sự việc là như vậy. Này Phát Cha, thời ngoại đạo giới này là chống không cho đến vấn đề sanh thiên. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, du sĩ ngoại đạo Vachagota hoan hỉ tín thọ lời của Thế Tôn dạy.